Hãy cùng khám phá xem khu vườn của Jane Nguyễn sẽ có những loại rau củ và trái cây nào nha. Đầu tiên là một cái dây dưa leo thật là dài. Dưa cũng gần chín hết trơn rồi, còn đây là một cái dây dưa hấu nè. Mọc được hai quả mà quả nào cũng to ú nụ luôn, nhất là cái quả này gần chín rồi ha, sắp được thu hoạch rồi đó. Còn đây chính là một luống cà rốt. Trời đất ơi, củ nào củ nấy nó mập mạp mà nhìn đã mắt thật sự luôn á mọi người. Hy vọng là không bị mấy con thỏ ăn vụng. Còn đây là một chậu dâu tây vô cùng sai quả luôn. Năm quả ú nụ rồi nè. Còn đây là hai cái quả khá là nhỏ xíu, mình sẽ chờ cho hai em này chín. Ở phía dưới này là một cây cà chua cũng vô cùng sai quả. 1, 2, 3, 4, 5 quả cà chua rồi, có hoa có nụ có tùm lum tà la hết trơn. Và đây chính là tổng thể khu vườn của mình với 5 loại củ quả và trái cây khác nhau. Mọi người thấy có xinh không nè? Sắp tới thì tôi lại trồng thêm nhiều loại rau củ và trái cây nữa. Nhờ mọi người gợi ý ở phần bình luận nha.